Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. À, có lẽ là những cái hình ảnh này rất là hình, uh, quen thuộc với uh, các cô các bác các anh các chị. Nhưng thực tế thì uh, hôm nay tại sao là mình có ở đây có mặt ở đây lúc uh, lúc lúc 1 2 giờ trưa, lúc trưa giữa trưa nắng, thực ra thì uh, khi mà, mà đang uh, ở nhà thì mình nghe uh, một số anh chị nói chung là mình uh, xin phép là mình sẽ không uh, không thể tiết lộ đó là ai. Nhưng mà hôm nay thì uh, rất là cảm ơn dù sao đi chăng nữa thì À, các anh các chị cũng rất là cảnh giác khi mà các anh các chị uh, có chia sẻ khi mà thấy uh, bà vân uh, xuất hiện uh, ở đây uh, khi mà các anh các chị nói là nhìn giống bà vân thì là mọi người cứ nhìn vào cái ngôi nhà kia nhìn ngôi nhà đằng trước là cái nhà của vũ đó thì chủ nhà đã vào trong và gặp cái, cái, cái chỗ để uh, bệ để xe cho xe lên thì uh, lúc này thì mình đang đứng để liên lạc với với uh, Chị đó, các anh các chị biết tại sao không, bởi vì họ cũng hay để ý nhưng mà không phải là Bảo Vân đi vào đường này đâu Sau khi uống cà phê xong thì Cái cô Vân này, mình chỉ nói là cô Vân thôi nha Cô Vân với người đàn ông đó thì cũng đã đến đây, nhưng mà mọi người không biết Thực ra thì hôm nay mình không có thời gian để trò chuyện với những anh hàng xóm luôn Các bạn biết sao không, trước mắt là mình đứng ở đây Thì là lúc này thì mình nghe nói là Bảo Vân đang ở phía sau Uh, khi mà điện thì mới biết là đang ở phía sau nha cô chú anh chị các bạn lúc đầu mình cứ ở tưởng ở phía trước là ngồi trong cái quán cà phê đã có cái rèm kìa đấy lúc đầu là mình cứ tưởng như vậy còn cái quán cắt tóc này là mình cũng có từng đứng ở đây mình quay mình lúc đầu thì chưa liên lạc được nhưng mình dựng quay ở quán cà phê thì không thấy có gì cả thật ra thì cô chú anh chị các bạn biết rồi đấy trong cái sự việc này thì chắc chắn là bà vân bà phải đi đi lại lại bà phải tìm đường đi nước bước cho mình nha mọi người À, bà phải tìm đường đi nước bước cho mình chứ còn thực tế thì mình rất ít khi mình 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 uh, quan tâm đến cái, cái cái vấn đề là mình có bắt được bảo vân hay không bởi vì nói thẳng với các bác nghe cái chị là mình mình chỉ là youtuber thôi mình không có quyền bắt người ta và bảo vân này cũng không phải là dạng vừa đâu Thế còn những cái người mà ủng hộ cho bảo vân điện cho mình hay là kể cả là bà vân đi chăng nữa thật sự là mình không quan tâm mình không bao giờ sợ nhưng mà mình không quan tâm có rất nhiều người điện cho mình để đe dọa này nọ kia ở trước kia rồi nhưng mà mình thì mình không sợ. cái quan trọng đây là mình không làm gì sai, mình không sợ. Uh, lát nữa tôi thì mình, có lẽ là mình sẽ đi ra phía sau để cùng cho mọi người xem. Bởi vì thực tế là thông tin bà Vân đến 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 đây là là nghe các anh các chị khẳng định rất là rõ. Bởi vì người ta cũng không lạ gì bà Vân cả. Nhưng mà là ai thì mong các bác các anh các chị thông cảm. Ngay kể cả những người nhà nhà bà Vân họ còn trả ưu bà Vân thì huống chi là 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 những người mà người ta không ưa ấy, đúng không cô chú anh chị hoặc bạn đó? Bởi vì sao? Bởi vì nhà không phải của bà mà đi bà làm uh, những cái trò như vậy và bây giờ thì bà bắt đầu là giống như kiểu là đi tìm cách đấy mọi người có, có lẽ là hôm nay có thể là, là trò chuyện lúc mình đang nói chuyện này thì có thể là có khi là bà vào trong trong nhà mấy chủ nhà rồi thì sao? Đấy, bởi vì ở đây là thường xuyên là là như vậy thì. Uh, chả ai người ta để ý được đâu các bác các anh các chị chỉ có những người người ta quan tâm đến câu chuyện thì các bác các anh các chị uh, có lẽ là bà cũng phải đi tìm đồng minh thôi thời điểm này thì phải đi tìm đồng minh mà còn có khi như tôi đã nói rồi là phải đối phó nhá mọi người là phải đối phó với cơ quan chức năng xem là sẽ phải nói gì và làm gì khi lên làm việc thì cái điều này thì chúng ta cũng thấy nó là một cái diễn biến tâm lý rất là bình thường và hôm nay thì mình cũng rất là vui khi mà mình chạm mặt bà vân ở đây À, thực ra thì phải nói thẳng với các anh các chị là à, họ cũng có nhiều người ngại đến đây nhưng mà như người ta nói rồi là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà thì chúng ta phải nhớ rằng là bây giờ chả chưa có cái gì để mà đòi cái, là, là, là là chúng ta có cơ sở để kết tội cả chúng ta chỉ phân tích trên cái góc độ thôi quan trọng nhất là cái lá đơn của bên em Vũ mới là cái cơ sở mới là cái bằng chứng có ba cái anh chị đấy đấy mới là cái để chúng ta nhìn nhận và đánh giá một cách cụ thể Có bác công nhận không nào đúng không ạ và đây là cái khung cảnh ở phía sau nha mọi người. À, Thực ra mình cũng nép nép thôi, mình 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 chia sẻ thôi. Cái khu trên cái chỗ cái nhà mà có cái băng rôn á, mình thì, thì thật ra thì nói thẳng luôn các bác các anh chị là bà ấy đến đây cũng không phải một người đâu, mình nghe nói cũng không phải một người đâu. Bởi vì lúc nãy trước khi đứng cái cảnh quay này thì mình có có đi qua rồi. À, mình thấy cái có chiếc xe, như còn một chiếc xe SH để bên trong nhà cơ. thì vấn đề là bà ở trong nhà làm gì đấy là quyền của người ta. nếu như mà, mà bà Vân có mặt ở đây thì đấy là làm gì là quyền của người ta nhé các bác các anh chị. đó, mình không làm gì cả mà mình cũng không cụ. thật ra là với những người này thì mình mình khẳng định với các bác anh chị mình không không điện lại để mình hỏi nữa. mình không bởi vì nó cũng là một cái vô duyên nếu mà mình điện thì có khác thì mình cũng cũng gây sự với bà ta để cho bà ta có cái cớ có cái cớ gây khó dễ cho mình thì mình mình không có điện đóm cho bà ta nhưng mà mình sẽ đứng đây để chờ thì thật ra là như thế này cô chú anh chị thực ra là như thế này đơn giản thôi ờ, với cái việc của em vũ á, thì bây giờ bà này bà phải có những cái đối phó là rõ ràng và nhất là cái căn nhà đó lại là là nhà của bạn trai bảo vân đấy nhà của bạn trai người ta thì chắc chắn là người ta tới lui nó là một chuyện bình thường nhưng mà thật sự là tôi sợ nhất những cái con người này đi làm con giáp thứ 13 vậy có khác gì là con giáp thứ 13 đâu cô chú anh chị và các bạn đó. những hình ảnh mà mọi người nhìn thấy ở đây là tôi, lúc mà mình quay như thế này mình cũng hơi run thật sự là như vậy bởi vì không biết là bà người ta có ra không nhưng mà thực ra thì mấy người dám ra có người canh ở trước cửa luôn á có hai người đàn ông ngồi canh ở trước cửa luôn nhưng mà mình mình không dám đi qua nữa nay mình đi qua một đoạn đâu mà có lẽ là mình cũng phải chờ cho người ta đi hoặc người ta ra bớt bớt nào thì mình mới dám đi qua bởi vì xin nói với tất cả mọi người lúc đó là mình đi qua mình không dám cầm cái máy quay mình muốn xác nhận xem là có người ở trong đó không thì bà ấy là là bạn của bà ấy là bạn trai của của cái người đó mà mình đã nói là nghe nói là tên là à, tiến hay gì đó rồi nhé mọi người thì bà ấy có quyền làm có quyền làm bất kể cái gì pháp luật đâu ngăn cấm đúng không ờ, cái lúc này là cái lúc mà mình đi đi để ở đây mình phải cài máy quay ở trước ngực cho cô chú anh chị và bạn cài máy quay trước ngực để hai tay mình, mình 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 lái xe đó bởi vì mình cũng tránh những cái trường hợp là rất đây rộng rừng này nọ kia thì mình uh, cài máy quay trước ngực rồi xong rồi lại rút ra cứ rút ra lại cài đâm ra đấy đó mình đi qua cái nhà đó xong mình uh, cũng đứng quẩy lại nên thật sự là bây giờ bà ấy đi đâu làm gì thì chúng ta đâu có thể làm được gì và quan trọng nhất là cơ quan chức năng mời bà ấy lên làm việc đấy mời bà ấy lên làm việc và nếu như phát hiện có cái dấu hiệu của việc phạm tội thì cơ quan chức năng mở rộng điều tra đó, để 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 khởi tố vụ án hoặc là khởi tố bị can để lấy lại cái cái nhà cho em Vũ chứ còn nói thật với các bạn thời điểm này thì mình nghe nói bác, bác Ngọc Thì cũng đã từng Nói trên kênh của mình Trong cái lượng trò chuyện rồi đó Vẫn cho cơ hội Nhưng có lẽ những con người này họ không cần đâu Họ chỉ thật sự là cần chúng ta Cần đến em Vũ khi mà Họ biết chắc là họ sẽ thua đó. Họ sẽ phải trả giá cho việc làm của mình Thì họ mới, may chăng là họ mới 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 tìm đến em Vũ, tìm đến bác Ngọc Đây là cái điều mà chúng ta nhìn qua thôi Chúng ta có thể đoán ra được cái Cơ bản là người trong cuộc thì cờ ngoài bài trong mà các bác các, anh, các chị thì chúng ta chưa thể biết được là cái câu chuyện nội tình uh, nó như thế nào cả nhưng cái quan trọng nhất là những câu chuyện về pháp lý đã được thúc đẩy rồi đấy căn nhà mà mình vừa quay vào cái tờ giấy đấy mọi người với cái, cái hớt tóc đấy là tôi khẳng định cho mọi người là đấy cứ về hỏi một là cái bác tư mà tôi nói chính là chủ của cái chủ cũ đây là chủ cũ của cái căn nhà hớt tóc đấy nha mọi người để cho mọi người hiểu ha để biết ha và đối với những người như như bác Tơ đó là những người đã sẵn sàng đứng ra làm chứng để giúp cho em Vũ thì mình cảm thấy rất là, là là trân trọng đấy chứ còn đối với những người như bà cô này thì mọi người biết rồi đó cô thì rõ ràng là nếu là cô thì phải sống đàng hoàng đối xử một cách đối chóng một cách đàng hoàng như cô mà như thế này thì trên đời này ai còn tôn trọng cô nữa đúng không mình nghĩ có thể là bản thân ở à, người chủ căn nhà à, anh chị ấy cũng có thể biết à, rất nhiều manh mối thật sự là như vậy à, nhưng cái đó thì mình nghĩ là nếu không có cơ quan chức năng là họ sẽ không bao giờ trả lời được Đấy. còn đối với bà này thì tất nhiên rồi cô chú anh chị của bạn ạ bà này là không thể ví von vào đâu được cả thì chắc chắn là bà phải đi tìm cái sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người mà bà đã chơi cùng trước kia để nhờ giúp đỡ chỉ bảo chỉ lối chẳng hạn nhưng tôi nói là có chỉ lối đến giờ đi chăng nữa mình sai thì pháp luật vẫn xử lý một cách như thường. Không có cái vùng cấm nào cả. Và tôi sợ nhất là càng đi những cái nơi như thế này thì khả năng bị túm lại càng cao, càng nhanh nha. Bởi vì gây ra những cái việc mà không giải quyết được. Đó. Còn tôi nói ở đây là có chạm mặt cô ở đây thì cũng là một chuyện bình thường thôi. Bởi vì họ vẫn có cái quyền công dân của mình chưa khi chưa bị bắt. Còn quan trọng nhất ở đây là uh, mình hy vọng sớm muộn là cơ quan chức năng sẽ có những cái hồ sơ, có những cái kết luận điều tra song song bên cạnh đó thì mình uh, rất mong là uh, nhận được những cái đóng góp và đặc biệt là cái lên sự lên tiếng của các bác, các anh các chị trong cái câu chuyện liên quan đến em Vũ. Bởi nó rất là tội nghiệp khi mà một cái uh, một người như em Vũ lại trở thành một kẻ vô gia cư nhà của mình bằng thật mà nỗi là em Vũ và bác Ngọc rất là hiền thật sự là họ rất là hiền lành chất phát cho nên là để mà bảo họ đứng trước cửa nhà của của nhà của họ tức là em Vũ đứng trước cái cái nhà, nhà Mà cái chủ nhà mới mua à, để chất vấn để hỏi họ thì em Vũ chắc là không dám còn à, nếu bảo là tôi tôi nói luôn mà các bác các chị tôi răng mùng tôi ngủ luôn ở trước cửa tôi ngủ ngay vì hè đấy hoặc là tôi sẽ gọi ra tôi nhờ cơ quan chức năng vào cuộc niêm phong luôn cái căn nhà niêm phong là gì cô chú chị ông bạn di trúc tôi cầm tất cả mọi thứ tôi cầm đây thế tôi lên ngay thẳng công an huyện xã phường ở đó tôi nhờ cơ quan chức năng tiến hành can thiệp luôn đến uh, càng làm câu chuyện đến cái giai đoạn càng ấy như thế này thì càng thấy nó, nó bức xúc và nó vô lý Uh, một cách rất là buồn cười đôi khi là có hệ thống có có ai nghe chị và vậy cho nên là cái gì là của mình thì sẽ là của mình cái gì không phải là của mình thì có làm gì cũng không phải là của mình đó cho nên là uh, rõ ràng là bà Vân xứng đáng nhận được những cái gạch đá từ cộng đồng mạng nhận được những thứ mà mà ở xã hội nó kinh thường nhất đó chứ không thể thể là khác hơn được đối với chúng tôi cũng không thể thay đổi cái suy nghĩ của chúng tôi được bởi vì bà ấy quá tồi tàn nếu không tồi tàn thì bà ấy lại không chiếm giữ những cái số tiền của em vũ trong quãng thời gian bấy lâu nay đúng không đây là một cái mà chúng ta thấy nó khá là bức xúc nhưng mà lại không phải em vũ không phải ruột thịt nhà chúng ta đấy mà có khi ruột thịt nhà chúng ta thì lại chả bị như thế bao giờ bởi vì sao bởi vì chúng ta chăm sóc đầy đủ không thiếu thứ gì cả còn bản thân em vũ bản thân em vũ là đã không có gì rồi cuộc đời trải qua quá nhiều cái bấp bênh và bây giờ thì lại gặp à, đến câu chuyện nó khó khăn vất vả như thế này thì mình chỉ hy vọng là bản thân em vũ cũng là chân cứng đá mềm thôi cố gắng thôi thế còn đối với mình thì thật sự với các bác các anh các chị là khi mà đi đến đây xong là mình cũng 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 chủ động mình rời đi bởi vì không biết khi nào bà ấy ra cả mình thì không muốn uh, làm khó hay là chạm mặt những người này để xảy ra những câu chuyện đâu tuy là mình thấy có người điện đóm đe dọa này nọ kia đó nhưng mà mình mình không có sống tiểu nhân và mình không sống bẩn cho nên là mình không điểm lại không không có điện lại Đó là cái điều rất là rõ ràng nha các bác có một điều mà mình mình nghĩ là như thế này thì cho dù là bà ấy có nhờ ai đi chăng nữa, có đi làm cái gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ chạy được cái cái việc là bị liên quan đến cái việc mà cơ quan chức năng người ta sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đâu. Nếu mà có sai phạm cách thật sự cho mọi người, đều là cái chuyện được không thể bàn. Bởi vậy sao người ta luôn nói đã làm gì làm, đừng có làm nghề ăn cướp, đúng không? Đừng có làm nghề ăn cướp là được. Đấy, làm nghề ăn cướp thì không bao giờ đạt được cả mục đích không bao giờ tốt đẹp và con người thì luôn có dã tâm đấy nhiều bà này thì mà nếu không có bà không có dã tâm thì làm sao câu chuyện của em vũ nó bị đẩy lên như thế này đúng không cô chú chị và các bạn đấy đấy là cái mà mọi người luôn quan tâm trong cái câu chuyện hãy yêu thương và ủng hộ em vũ theo uh, cách riêng của mỗi người nhé cô chú chị và các bạn chúc mọi người luôn sức khỏe bình an ở video sau hết tv uh, sẽ cập nhật những cái tin nóng hơn đến với cô chú chị và các bạn bởi vì chưa nắng cho nên là mình cũng không uh, không không đứng ở đây để mình canh bài đâu bởi vì nói thẳng với tất cả cô chú anh chị của bạn là mà mình chỉ có nên đến như vậy thôi và biết như vậy là được rồi đó chứ mình không có 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 quyền làm gì đâu cô chú anh chị và các bạn mọi người à, hãy yêu thương và ủng hộ cho bác Ngọc này ủng hộ cho em Vũ ủng hộ cho nghĩa trọng nha mọi người, cô chú anh chị và các bạn và cũng ủng hộ cho tam uh, uh, TV nữa cảm ơn tất cả các bác các anh các chị uh, khi nào mà bà ấy rời khỏi nhà thì mình sẽ sẽ nhờ các anh các chị để chia sẻ video để gửi tới các bác các anh các chị nếu có nhé. Quan trọng là chúng ta hãy yêu thương và ủng hộ cho những người trong cuộc. Các bác các anh các chị có nhu cầu ủng hộ ở Đông Trùng hạ Thảo thì liên hệ với ETAM tv theo số 0985 357 605 để được tư vấn và đặt hàng. Cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn. Chắc chắn là những kẻ ăn cháo ra bát thì sẽ phải trả giá, những kẻ ăn không sức lao động của người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mọi người yên tâm nha.